Ninja làng lá, game Naruto đấu tướng 10v10 đầu tiên tại Việt Nam. Sau một phiên bản được coi là đại cập nhật để định hình lối chơi của kỳ chung kết thế giới năm nay, Riot đã đưa ra một bản cập nhật nhẹ nhàng hơn rất nhiều ở cả đấu trường chân lý lẫn liên minh. Cả hai đều không đón nhận quá nhiều thay đổi lớn, thay vào đó thì chỉ tập trung vào những điều chỉnh nhỏ mang tính cân bằng cho tướng đang quá mạnh hoặc quá yếu. Hôm nay cùng xem game.com đến với bản tổng hợp 8 thay đổi quan trọng ở cả đấu trường chân lý lẫn liên minh trong phiên bản 10.17 nhé. Đầu tiên, cùng đến với những thay đổi chính trong đấu trường chân lý 10.17. Thiên hà mới. Về mặt hệ thống, đấu trường chân lý sẽ tiếp tục đón chào một thiên hà mới, hứa hẹn khiến cho xẻng vàng càng hot hơn bao giờ hết, mang tên xẻng vàng trao tay. Đây là thiên hà mà tất cả người chơi sẽ nhận được một chiếc xẻng miễn phí ở đầu trận, giúp họ có thể kích hoạt những mốc cao nhất của các hệ tộc như vũ trụ, hắc tinh. Ngoài ra thì với chiếc xẻng vàng trong tay, món trang bị này nếu xuất hiện ở giai đoạn giữa trận sẽ trở nên hot hơn bao giờ hết, khi có thể mang thêm một slot tướng cho người chơi để áp đảo về mặt quân số ở cuối trận. Bên cạnh đó thì thiên hà hệ sao đôi không được ưa chuộng lắm sẽ bị loại bỏ trong bản cập nhật này. Thay đổi trang bị và tộc hệ. Thay đổi tộc hệ duy nhất trong phiên bản này là xạ thủ với 10 và 18%, giảm còn 9 và 16% sát thương mỗi ô cách đối thủ. Một nerf vào đội hình top đầu meta bây giờ là xạ thủ phi hành gia hoặc là xạ thủ tiên phong. Tuy mất một chút sát thương nhưng sự khó chịu của đội hình này vẫn còn đấy với khả năng làm chậm liên tục từ Teemo cũng như sự cứng cáp của tiên phong. Có lẽ thứ hạng của đội hình này sẽ tụt vài bậc thôi chứ không quá trượt dài trong meta. Bên cạnh đó, Riot còn giảm sức mạnh hai trang bị, bao gồm bàn tay công lý và quyền năng khổng lồ. Bàn tay công lý sau phiên bản 10.16 đã được dùng nhiều hơn và dường như nó đã quá mạnh, vì vậy nó sẽ bị giảm sát thương và hồi phục từ 50 còn 45%. Trong khi đó, quyền năng khổng lồ với khả năng tăng giáp trừ danh sẽ bị giảm một nửa số stack tối đa từ 55 xuống còn 25 đơn vị. Các tướng được tăng sức mạnh. Bên cạnh thay đổi về mặt hệ thống, các tướng của đấu trường chân lý cũng nhận được rất nhiều đợt điều chỉnh tăng sức mạnh, chủ yếu cho lớp tướng từ 3 vàng trở lên. Nếu như ở lớp tướng 1 và 2 vàng, Poppy và Blitzcrank chỉ được tăng nhẹ một chút khả năng chống chịu, thì nàng rắn Cassiopeia đã được tăng sức mạnh sau chuỗi ngày liên tục bị nerf không thương tiếc. Sát thương của cô ở mốc 3 sao sẽ được tăng mạnh từ 3.000 lên đến 3.500, giúp cô càng trở nên nguy hiểm vô cùng với đội hình cỗ máy chiến đấu. Cùng chung vui với Cassiopeia, Riven phiên bản 10.17 cũng được tăng sức mạnh trở lại ở khả năng chống chịu khi được tăng máu, kháng phép và chỉnh sửa lỗi tốc đánh. Cuối cùng là con bài 5 vàng của hắc tinh, Serat. Sát thương mục tiêu chính của kỹ năng sẽ được tăng ở hai cấp độ đầu từ 300-400 lên 320-440. Bên cạnh đó, sát thương lan của kỹ năng cũng được tăng thêm một chút, từ 75-100 lên 80-110, giúp hắn và bộ 8 hắc tinh trở nên hấp dẫn hơn với các cầu thủ. Các tướng bị giảm sức mạnh. Đến với các trường hợp bị giảm sức mạnh, chúng ta tiếp tục bắt gặp một cái tên vô cùng quen thuộc sau đợt tăng sức mạnh ở phiên bản trước, Gangplank. Chỉ với một động thái của Riot ở bản 10.16, tên không tặc này tiếp tục lộng hành trở lại như đầu mùa và trở thành tướng cực kỳ đáng sợ với lượng sát thương diện rộng có thể nâng cấp. Vì vậy, để tránh tình trạng bị lạm dụng quá nhiều, sát thương kỹ năng của hắn ở mốc 1 và 2 sao sẽ bị giảm từ 550-700 còn 525-675. Bên cạnh lớp tướng 5 vàng thì hai tướng 3 vàng nhưng đóng vai trò quan trọng trong các đội hình cũng bị giảm sức mạnh.
Master Yi đón nhận đợt giảm sức mạnh thứ 3 liên tiếp đánh vào lượng sát thương chuẩn, giảm 5 đơn vị ở mọi cấp, từ 75, 100, 150, còn 70, 95, 145. Trong khi đó, Nico sẽ bị giảm sát thương cấp độ cuối của nở hoa xuống 50 đơn vị. Đây được coi là một động thái điều chỉnh nhẹ hợp lý, tránh tình trạng giảm sức mạnh quá nhiều sẽ khiến chúng bị out meta, dẫn đến mất cân bằng giữa các đội hình. Tiếp theo là những thay đổi trong phiên bản Liên minh huyền thoại 10.16B. Điều chỉnh đường dưới. Đến với Liên minh thì chúng ta tiếp tục đón nhận những thay đổi chủ yếu dành cho vị trí đang được Riot để mắt đến rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, chính là đường dưới. Cái tên đầu tiên chính là xạ thủ, một bước lên đời chỉ sau một phiên bản, Caitlyn. Cô nàng kể từ sau đợt tăng sức mạnh ở bản 10.15 đã mạnh lên một cách rõ rệt, với khả năng đi đường và lượng sát thương gây ra trong giao tranh vô cùng ấn tượng. Vì vậy, Riot có lẽ đã muốn nớp nhẹ dần đều cô nàng để sức mạnh của cô quay về ngưỡng cân bằng, với việc giảm tốc độ di chuyển cơ bản từ 330 xuống 325. Trong khi đó, chiều ngược lại, Kai'Sa và Varus là hai cái tên đang gặp khá nhiều khó khăn ở đấu trường chuyên nghiệp, sẽ được tăng sức mạnh để quay trở về mức cân bằng trong trò chơi. Cả hai đều lần lượt nhận thêm một lượng tốc đánh ở E dành cho Kai'Sa từ 40, 45, 50, 55, 60% lên 40, 50, 60, 70, 80%. Và tốc đánh cộng thêm theo cấp từ 3% lên 4% dành cho Varus. Hứa hẹn được tăng sức mạnh này sẽ giúp cho cả hai xạ thủ trừ danh có thể bắt đầu nhen nhóm trong việc quay lại đấu trường công lý với một sức mạnh cân bằng hơn. Cú nerf đầu tiên dành cho Yone. Bên cạnh việc nerf Caitlyn, một cái tên hot không kém trong khoảng thời gian vừa qua là Yone cũng bị Riot để mắt đến. Mặc dù hiện tại Yone vẫn chưa mạnh ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà Riot vẫn đang cho thấy những bước đi rất cẩn trọng với tướng này. Anh trai Yasuo sẽ bị giảm sát thương cũng như hồi máu của cả hai chiêu thức quan trọng nhất là Q và R. Theo đó, Q, tử kiếm, với khả năng vừa gây lượng sát thương chí mạng và hiệu ứng khống chế khó chịu, sẽ bị giảm sát thương từ 20, 45, 70, 95, 120 xuống 20, 40, 60, 80, 100. Trong khi đó, chiêu cuối cũng sẽ được sửa lỗi khi Yone không còn được hồi máu nếu hiệu quả 100%. Đây được coi là một đòn đánh rất mạnh vào tầm ảnh hưởng của Yone ở giai đoạn về sau của ván đấu. Anh sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc ám sát kẻ địch khi Q bị giảm khá nhiều sát thương ở giai đoạn sau. Nerf mạnh cặp đôi Lucksona trước thềm chung kết thế giới. Bên cạnh những tướng hot, Riot cũng không quên cập nhật xu hướng của người chơi, khi thời gian gần đây thì Sona và Lux đang xuất hiện trở lại và trở thành một cặp đôi hủy diệt ở vị trí đường dưới. Khả năng đi đường theo thiên hướng cấu rỉa siêu khó chịu và lượng giáp cực lớn của Lux khi dùng hộ vệ đã được người chơi tận dụng triệt để. Vì thế, để tránh việc meta đường dưới trở thành đất diễn của cả hai cô nàng, Riot đã giảm lượng sức mạnh phép thuật ở cả ba chiêu thức chính của Sona là Q, anh hùng ca, W, giai điệu khích lệ và E, bản nhạc tốc độ, sẽ khiến cô khá thọt ở giai đoạn đầu. Trong khi đó, với Lux, cô nàng sẽ được sửa lỗi tạo khiên,
giảm giá trị khiên từ 50, 75, 100, 125, 150 cộng 0.3 AP xuống 45, 65, 85, 105, 125 cộng 0.35 AP và gia tăng năng lượng sử dụng từ 60 ở mọi cấp lên 60, 65, 70, 75, 80 mana. Đây được coi là một pha hành động rất quyết liệt khi Riot quyết không để cho một bộ đôi quá ung thư có cơ hội xuất hiện tại chung kết thế giới làm ảnh hưởng đến meta. Thay đổi tướng đi rừng. Quay lại với khu vực rừng, Hecarim với việc lên đời chỉ sau một phiên bản đã khiến Riot phải tức tốc đưa ngưỡng sức mạnh của hắn về lại như cũ. Hecarim sẽ bị giảm tốc độ di chuyển cộng thêm của vó ngựa hủy diệt từ 25 đến 100% xuống 25 đến 85%. Với Evelynn và Quiana, hai sát thủ đi rừng cũng lần lượt bị nớp sát thương đi rất nhiều ở những chiêu thức quan trọng. Evelynn bị lấy đi sức mạnh từ những chiếc gai căm phẫn, với sát thương đầu và sát thương gai đều bị giảm 5 đơn vị ở mọi cấp. Trong khi Quiana sẽ bị giảm sức mạnh công kích cộng thêm ở W, mượn lực địa hình từ 0.2 xuống 0.1 và một chút sát thương về cuối trận của E, táo bạo từ 60, 95, 130, 165, 200 xuống 60, 90, 120, 140, 180. Nhìn chung, đợt giảm sức mạnh này của Riot được đánh giá là cần thiết, đồng thời nó cũng tránh được tình trạng lạm dụng sức mạnh khiến cho meta của kỳ chung kết thế giới sắp tới không trở nên nhàm chán hay là bị áp đảo bởi một bộ đôi tướng nào đấy giống như những năm vừa qua. Vậy bạn nghĩ sao về những thay đổi này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!